am outside. Actually, I'm visiting my parents. And today I'm going to show you some common words on the street. Let's start. Vạch kẻ đường mình đọc là dotted line. Dotted line. Dotted line. Dotted line. Ô tô mình đọc là car. 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 Đèn giao thông mình đọc là traffic light. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Vỉa hè mình đọc là sidewalk. Sidewalk hoặc pavement. Pavement. Mình cùng đọc lại một lần nữa từ vỉa hè nhé. Có hai từ, từ đầu tiên sidewalk. Sidewalk. Từ thứ hai pavement. 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 Đằng xa là có biển hiệu cấm đi ngược chiều, mình đọc là sign. 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 Đằng xa xa kia sẽ có bãi đỗ xe buýt, thì mình đọc là bus stop. Bus stop. Mình cùng đọc lại nhé. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bây giờ mình muốn sang đường thì mình có động từ là cross the road. 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 Trong trường hợp mà các xe đi vượt nhau, đấy đi vượt nhau như thế, thì mình có động từ là pass. 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 Còn sang đường tức là mình bắt chéo ngang qua đấy thì mình có từ là cross. Cross. Và cái chữ thập đỏ ở bệnh viện ấy thì mình cũng đọc là cross. Cross bởi vì là mình bắt chéo qua nhá. Đằng xa xa là các tòa nhà cao tầng thì mình đọc là building. 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 Ví dụ mình đang đứng trước cửa hàng Viễn Thông A chẳng hạn thì cửa hàng mình đọc là store. 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 Okay, so it's time to go home. Và thế là đến giờ mình cần về nhà rồi. Chào các bạn. Goodbye.